Thấy không, ở đây thì vì dẻ mà để lâu nên là nữ là bụi nó cũng đã đóng vào, vì thời gian của Bùi Hồ rất là cập cập nên không có lên thăm chú thường xuyên được. Và đây là logo của mình, Bùi Hồ, nhưng mà cái chữ TV nè. Vui ha. Ở trên đây thì có một cái Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Và hiện nay thì tranh thủ một cái thời gian hiếm hoi, Bùi Hồ có mặt tại Sài Gòn. Bùi Hồ muốn tìm lại hoàn cảnh của chú Hoàng Minh Thương, một người mà vẽ bản quảng cáo bằng tay cuối cùng tại Sài Gòn. Và hôm nay thì đến đây vì một cái lời hứa Bùi Hồ phải thăm lại chú. Và chú tặng cho Bùi Hồ một cái bản logo mà do chú tự vẽ. Và đến đây nhằm mục đích là lúc trước thì Bùi Hồ có nghe Phong chú vẫn miệt mài vẽ hàng đêm để kịp giao những cái bản cho những người khách. Và hôm nay thì mời cô bác quý anh chị cùng theo chân Bùi Hồ để qua gặp chú cũng như là trò chuyện cùng với chú. Con chào chú. Dạ dạ. Con chào chú. Chú đang vẽ hả? Dạ. Ờ, hôm nay con tìm đến chú giờ này chú bất ngờ không? Bất ngờ. Chú đang vẽ cái bản bản như quảng cáo cho ai chú? Phong Bụi. Cho Phong Bụi ha. Ở gà sức khỏe của chú đỡ không? Đỡ. Dạ con gặp uống cà phê nha. Dạ thôi con không uống, ghé thăm chú chút xíu thôi. Đây ở gà vẽ chạy không chú? Qua Tết vậy tới đỡ cái hồi Tết từ rồi chú tưởng chú hỏi em Tết. Dạ không có tiền đóng tiền nhà lấy gì đang Tết nên giờ chó con với Phong Bụi cứu bộ nên cứu bộ rồi cứu bạn một bàn cua trong tay. Thì cứ Tết rồi chú rầu thấy đồ đạc vừa rồi thấy chú ghi hai cô tơ nó tập dở cái bản ra cái vừa rồi. Dạ lát con lấy cái bản về cái đó. Này hả chú hả? Không hiểu gì sao tôi nước mắt đau đưa. Thưa cô bác kính chị và hai câu thơ chú Hoài Minh Thương mới vừa đọc đó là: ôi không hiểu vì sao tôi khóc, nước mắt đau thương, kỷ niệm buồn, Hoài Minh Thương. Và đây là những cái bút danh của chú nè. Và hôm nay thì đến đây ngày nguyệt thăm chú thì trước Tết chú có vẽ cho Bùi Hồ một cái bức, nhưng mà lúc đó thì vì cái thời gian cập gặp quá chú chưa có chuẩn bị, nên trong dịp Tết Bùi Hồ về quê thì chú đã vẽ tặng cho Bùi Hồ là cô bác anh chị. Chú ơi, chú cho con hỏi là vì sao chú lại làm nên hai câu thơ như thế này chú? Nó rơi vô một cái tâm trạng coi như buồn quá. Dạ. Tại vì Bùi Hồ biết không, Tết vừa rồi chú nguyên năm đâu có vẽ bà, mà mấy bà biểu nhà mới ra bà hỏi mình Vương, anh nói chừng nào anh đóng, nhưng mà chú đâu phải làm cơ quan lĩnh lương ra mình nữa. Mình lại thuộc vô bạn. Dạ. Bà nói câu mình thấy mình chơi với cái rồi tiêu rồi, mà gần Tết rồi chưa có tiền đóng tiền nhà lấy gì tiền đó, thì giờ chó con như một buổi vé cú bò thôi tết giờ đây là rồi. Đáng lẽ mùng sáu á chú về quê á chú quà luôn á, đến mùng sáu mới lên làm. Dạ. Cái mùng bốn người điện hỏi vẽ hai cái bạn ở quận tám, còn một ông ở bên Mỹ. 3 giờ sáng có bữa mùng hai ông gọi điện chú, ông tình hiếu ở Mỹ á, ông nói xem cái clip của Bùi Hồ của Phong Bụi á, ông cảm động quá, ông nói về Việt Nam đó chú, nó vẽ 2 tấm tranh nhưng
mà tại cái vấn đề dịch COVID. COVID nè, dạ. Cái ông không có về được. Cô bác quý anh chị thấy không, ở đây thì vì dẻ mà để lâu nên thành nữ là Bùi nó cũng đã đóng vào, vì thời gian của Bùi Hồ rất là cập nên không có lên thăm chú thường xuyên được. Và đây là logo của mình Bùi Hồ, nhưng mà cái chữ TV nè, vui ha. Ở trên đây thì có một cái đàn cò đang bay ở trên một cái bầu trời màu xanh. Cái bảng như thế này thì chú vẽ lâu không chú? Dạ cũng 2 ngày. 2 ngày. Nếu như mà bình thường như thế này thì chú vẽ cho khách là khoảng bao nhiêu tiền? Thì cũng tùy. Nhưng cái bảng nhỏ như thế này là chú vẽ khoảng bao nhiêu tiền? Cũng khoảng 500-600. 500-600 à. Cũng cực công lắm cô bác quý anh chị, gạch từng đường nhỏ nhỏ như thế này nè. Chú nói là tặng làm kỷ niệm. Mà Bùi Hồ thấy hai câu thơ này thấy nó sập. Dạ, buồn. Nó buồn. Còn dạ. Hai câu thơ của Bông Bụi là: trong đời mấy ai không một lần rơi nước mắt. Nước mắt đau thương. Chú là một họa sĩ mà là một thi sĩ luôn rồi. Nên thành nữ là trong cái cuộc đời thi sĩ thì nó phải có nhiều cái văn trưng thì nó mới ra thơ được hả chú ha. Con lúc trước con gặp cái này nhưng mà con chưa có lên gặp, hôm nay sắp xếp công việc là tối con qua chú nè, mà không ngờ là gặp chú vẫn đang vẽ luôn. À, cô bác anh chị thấy không, chú tặng mình á, đây là một cái kỷ niệm đáng nhớ. Con không hốt chú. Dạ, một cái tấm vẽ đối với thời buổi hiện nay, sự bùng nổ của khoa học, của công nghệ thông tin, thì việc một cái tấm bản quảng cáo như thế này thì lên máy tính chỉ cần khoảng 30 phút là xong. Sau khi thiết kế ở trên máy thì in ấn ra khoảng 30 phút là xong. Nhưng đối với chú, một người họa sĩ gắn bó cuộc đời mình với cái bản quảng cáo bằng tay như thế này thì chú phải mài mò công sức đến tận 2 ngày. 2 ngày lao động miệt mài của chú thì có giá chỉ khoảng vài trăm nghìn đồng thôi. Mà Bùi Hồ thấy hai câu thơ thì nó buồn quá. Dạ buồn. Nó mang cái tâm trạng vô tên. Nó thề tạm. Nhưng mà cái cảnh này vui á chú. Cái cảnh này vui. Cảnh của Bùi Hồ đi đây đi đó. Dạ. Nhưng mà cái này là vui nè, cái này là cái tâm trạng của chú. Còn cái cảnh ở trên này thì đôi khi thì vẽ như thế này nè, làm cho chú nó vui hơn, cuộc sống nó có nhiều màu sắc hơn. Đời ai cũng có lúc bệnh lúc đi, lúc dạ. Khổ, lúc khó khăn, dạ. Những lúc mà mình bế tắc á, mà có dạ. Bạn bè hay có ai giúp đỡ quý lắm. Tại vì lúc hầu mà giàu có, chú có đem con gà trứng thiến tặng hồ cũng không có thấy thích gì. Nhưng mà lúc mình bế tắc khổ, ai tặng mình 5 kg gạo quý, cái lúc mình khổ mới thấy giá trị cái sự tình cảm trân trọng đó. Chứ còn mình giàu nhà lầu trời ơi 5 kg gạo, 100 kg gạo vô gì đó. Dạ. Đối với những người giàu thì dư giả thì bình thường. Tại vì trong bạn bè vợ chồng ấy, cái quý trọng nhất là lúc mình hoàn cảnh khó khăn người ta giúp đỡ mình, chứ cơ hồ mà ngồi nhậu quắc tứ hải giai huynh đệ thành bạn rồi. Nhưng mà cái lúc mình khổ á, cái thằng nào nó tới mình đâu, nó tới sợ mình mượn tiền, một cuộc điện thoại nó còn gọi chứ đừng có nói gặp cái mặt thành ra cái
hồ với Phong mà ghé thăm chú là quý, đó là một cái tình cảm thân thương, tại vì hai người ở sát chết mà ông chồng không có quan tâm nhau, chưa chắc gì tới qua hỏi thăm. Dạ. Hôm nay chú đọc cái câu thơ nào của chú đã làm được trước chú tặng cho con đi, về tối nay con ngủ ngon. Dạ ha chú ha. Có nhiều lúc mà không có tiền đi chợ rồi phải nấu cháo ăn với ông dịch một miếng. Yeah. Mà được an ủi là tim á, dù khổ tới đâu, khó khăn tới nắng tới nào, tim không bao giờ tan quán. Yeah. Tại ngày xưa tiếng yêu chú qua những chuyện đó, siêu ti chỉ chấp nhận chuyện nghèo khó, con nhà thơ nào mà nhà lầu chơi. Dạ. Nó cũng là cái niềm an ủi. Dạ. Thường vợ chồng mà kinh tế khó khăn lục tục là vợ chồng hay khổ hay lục tục với nhau, nhưng mà tim không bao giờ đi tan quán. Mình có thấy an ủi, ví dụ mình đang buôn bà con gái. Dạ. À, chắc tiếp theo nha, chú Phương sẽ tặng cho cô bác quý anh chị một cái ngâm một hai câu thơ mà chú sáng tác ha chú ha. Hai câu thơ nãy ha. Chú ngâm câu nào thì cũng được ha. Nếu quý vị chơi phép, tôi xin tặng quý vị bài thơ nói về tâm trạng, cái kỷ niệm. Em đi về đâu ngoài trời vẫn còn mơ, em ơi em đi về đâu ngoài trời vẫn còn mơ, mưa rơi từng giọt. Em có buồn không em? Mưa vương trên tà áo, mưa len vào tóc mây. Em nào hay những giọt mưa tê tái, ngập ngừng rơi mà trong tim anh, mưa hoài mưa mặn. Em đi về đâu ngoài trời vẫn còn mưa, em ơi em đi về đâu ngoài trời vẫn còn mưa. Những bước chân trầu muộn ngập ngừng trôi theo dòng nước mắt em rơi. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe những dịch thơ kỷ niệm tất cả của Hoài Phương gửi gắm tới quý vị. Ôi, con cảm ơn chú đã ngâm thơ cho con nghe. Mà hôm nay thì con đến đây thì chú con lại được tặng, chú tặng cho con một cái bản mà do chú tự vẽ. Thì con gặp hôm nay chú sức khỏe như thế này thì con cũng rất vui. Mà chú nhớ gắng giữ gìn sức khỏe nha. Hôm nay thì ngoài việc đến đây con thăm chú á, thì nhận cái bản của chú vẽ cho con thì đây con là một cái kỷ niệm cuối đời. Dạ. Không biết bao giờ chú còn có sức mà vẽ nữa. Dạ. Đó là một cái kỷ niệm thân thương, nhưng mà lúc mà mình hoạn nạn có người giúp đỡ mình, đó là một cái tình cảm mình rất là chân trọng. Chứ mình giàu có mang cái gì tới con đâu có thiếu đâu, đem gà trống thiến con cũng đâu có khóa gì đâu, phải không? Yeah. Đó, nhưng mà lúc mình khổ, có ai gửi tặng mình 5 ký gạo quý đó, lúc mình khó khăn thì mới thấy quý. Chứ còn lúc mình dư giả thì mình không có biết chân tâm.
Hôm nay con đến đây con thăm chú, chúc chú sức khỏe, luôn giữ gìn sức khỏe nha chú. Con có một cái thằng quà nhỏ con lì xì cho chú. Rồi, cảm ơn ông Bùi Bùi Hồ. Bùi Hồ. Tại Bùi Hồ chứ không Bùi chú nhầm mà. Dạ. Giống anh đang xâm đôi rồi. Rồi con chào chú, con về nha. Rồi cảm ơn nha. Dạ.